Đau lòng thật. Tiền đạo quá này ngủm rồi các bạn. Bỏ mẹ tiền đạo. Nãy giờ tự nhiên cái dụng mình nó tắt. Rồi bỏ mẹ luôn mỹ nhân. Hay quá các bạn. Thôi bỏ mẹ mình lắc rồi. Kia nó nhắm vào mình các bạn. Nãy giờ sao? Không trúng ta. À nó bắt tiền đạo. Tiêu Tùng. Chết đi mẹ rồi luôn. Ủa sao mình ok chúng ta được truy thương kèo cực căng. Còn quả mái cuối cùng. Bây giờ chết mẹ rồi. Bây giờ chết mẹ rồi. Ôi trời ơi. Rồi đùa nhau. Bây giờ chết chết. Ây da địch con mẹ. Đâu thế nhỉ. Đi. Bỏ mẹ rồi. Giờ nó bá quá các bạn. Thằng nào mở máy hộ. Bà mẹ nó bực quá. Ồ, rồi xong. Quả cuối hình đập kèo. Má nhục quá. Bồ may mắn cái mã tao. Ok. Chúng ta cam. Đi xa xa xíu, ngon. Chạy đi con mẹ. Thôi bỏ mẹ mình. Trời tao. Mất tao. Cắt xì lộn lộn. Má tục quá. Lỡ mộng mà. Tôi nói cục xì lộn bắp. Ok. Ngon. Quả này đợi mở máy thôi. Quả này đợi anh em mở máy thôi các bạn. Càng này càng quá. Đủ. May quá. Đủ. Mấy này quyết tâm tròn luôn rồi.
Tàu này dài đi. Ôi, sao đâu? Sao đâu? Ok, giờ chúng ta người anh hùng dân tộc nè, người anh hùng dân tộc nè, cho các bạn xem đỉnh cao của ném móc chuyên nghiệp đó, ném móc chuyên nghiệp lợi dụng địa hình địa vật. Đùng má hồn con mẹ. Ok. Ào. Thằng kia sao nó không không mở máy nhỉ? Đúng rồi, con này. Bà mẹ nó chạy nhanh quá. Ok, chúng ta ào các bạn. Lâu quá rồi. Đúng rồi. Mẹ nó tính sẹt ở đây à. Đọc chú rồi, ủa. Không sạc. Ok ngon. Không sạc cho đây các bạn, sạc cho bên kia rồi. May quá. Mở nè. Ok, chúng ta an toàn. Anh ta nó hay quá, nó lật kèo. Ok, ngon. Pha review. Tốt. 12k điểm. Tuyệt vời. Anh ta cũng 12k căn à. Trận này không ai hòa. Không ai... không ai mạnh hết, hình cá sấu luôn, bả liền mới nay bốn mà, con cá sấu bốn mà, kia vô năm mới đào. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, nếu thích thì like và subscribe kênh nhé, yêu rất nhiều.